Đã từ rất lâu, có một chàng hiệp sĩ đẹp trai khoai lang đã chu du khắp nơi, đi qua rất nhiều vùng đất. Anh không ngần ngại cứu giúp kẻ yếu, chân chỉ có ác và đã chiến thắng rất nhiều trận chiến. Nhưng có một ngày, chàng hiệp sĩ ấy đã bị một con quái vật huyền bí hạ gục khi đang cố gắng chiến đấu với nó để bảo vệ dân làng. Thượng đế chứng kiến tất cả và đã ban tặng cho chàng hiệp sĩ dũng cảm ấy một cơ hội chuyển sinh để có thể tiếp tục con đường hành hiệp trượng nghĩa của mình. Liệu rằng anh ta có thể tìm lại sức mạnh đã từng có và trả mối thù kia? Câu trả lời sẽ có trong cuộc hành trình mang tên Hiệp sĩ chuyển sinh. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới mang tên Hiệp sĩ chuyển sinh. Và trong cái chặng đường này thì có vẻ chúng ta cần phải tìm kiếm lại nguồn sức mạnh, đi phiêu lưu qua rất nhiều vùng đất và đồng thời đánh bại tất cả các boss để trở thành một hiệp sĩ huyền thoại ha. Và mới vào thì có vẻ mình xuất hiện trên một cái khu vực giống như là đảo hoang vậy đó các bạn. Giống lắm nha. Và kế bên mình còn có hai công trình. Ui, đằng kia giống con thuyền vậy. Wow, thuyền bự các bạn ơi. Oh my god. Và hiệp sĩ thì hiệp sĩ, nhưng mà mới vào tay trắng. À không, không hẳn đâu. Mình còn được hai cái quyển sách kìa các bạn. Và trong chuyến phiêu lưu lần này thì mình sẽ cố gắng hạn chế nằm xuống nhiều nhất có thể ha. Tại vì mỗi lần nằm xuống là giống như có cái vết nhơ vậy đó các bạn à. Nó sẽ ghi lại số lần mình nằm xuống luôn. Nên là cũng phải thật là thận trọng á. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đổi hết gỗ ra và bắt đầu chế tạo những thứ cơ bản nhất. Chắc sẽ là một cây cúp để mình bắt đầu nâng cấp lên đồ đá các bạn. Tranh thủ lấy đá nè. Ê, gì đây? Ê. Bình tĩnh đại ca. Ây da, trời. Trời. Anh niên này gặm xương các bạn ơi. Giang hồ rồi. Úi trời ơi. Chưa gì đã gặp giang hồ. Chặn đường rồi các bạn ơi. Thứ dữ. Mình sẽ cần có một cây cúp. Rồi thêm một cây rìu nè. Kèm thêm một cây kiếm nữa đi. Chưa gì gặp giang hồ chặn đường rồi. Ok. Giờ thì kiếm thanh niên giang hồ đó. Dí lại các bạn. Hồi nãy dám dí mình đó. Đâu rồi? Như nào? Thích như nào? Ở đây. Dít lại đây. Dít ra. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Thích gặm xương không? Thích gặm xương hả? Ui, trời, kéo đồng bọn lại. Oh my gosh. À, định hội đồng mình hay sao các bạn ơi? Ấy vui. Giai đoạn đầu mình cực yếu luôn nên là phải chơi lại xíu các bạn ơi. Ok, làm phim. Bởi vì về sau á, mình sẽ cần phải tăng thêm chỉ số nào là máu nè, sức mạnh, tốc độ cũng như là phòng thủ ha. Mấy cái này thì đòi hỏi mình cần phải farm quái rất là nhiều. Và đồng thời mình còn có những kỹ năng nhưng mà hiện tại thì mình chưa có nâng cấp được á. Từ từ đi, có đủ đời cái mình nâng cấp sao ha. Giờ trước mắt là lo cho công cuộc sinh tồn nè, bao gồm tìm kiếm thức ăn. Ở đây có dưa hấu á, đúng kiểu trên đảo hoang luôn các bạn. Trái cây các thứ quá trời quá đất luôn. Rồi, coi có hang không. Ui, có hang luôn nè, hợp lý ta. Mình sẽ đi đào quặng các thứ, xem coi có sắt không ha. Cái này thì sao? Ui, mình nghe tiếng con xương. Ây. Trời ơi, nó bắn cái chỗ hiểm vậy. Ui, xong rồi. Ây da. Rồi luôn, tối nay nghỉ ngủ luôn các bạn. Ngủ phải nằm sắp rồi đó. Trời ơi, nó bắn chỗ ác thiệt chứ. Con xương vô văn quá kìa. Đợi đấy có ngày ta có cung ta bắn là chỗ hiểm của ngươi liền. Bị cục kẹo hả? Chơi bắn vô mình, không bắn, bắn vô ngay chỗ hiểm. Sát thương ha, vật lý ha, là một. Nhưng mà sát thương tinh thần là 10 lần các bạn à. Chơi gì ai chơi lại. Cười. Ây da. Ok, trốn thôi. Nó dí rồi các bạn ơi. Ngay sau mông mình rồi. Coi, mình chạy được rồi. Trời ơi, hiệp sĩ gì đâu mà ha. Phèn thiệt chứ trời. Vừa phèn mà vừa hèn nữa. Thôi gán đi. Ai cũng bắt đầu từ đâu đó mà. Rồi, ở đây có cái hang nào không? Vẫn không có hang. Ui, nhưng mà đỡ cái đảo hoang này nó cũng khá là gần mấy cái đảo to khác các bạn ơi. Ui, chỗ có tôm hùm. Ủa, tôm hùm hay tôm tích vậy? Ủa, tôm hùm các bạn ơi. Quay. Trời. Hiệp sĩ ăn tôm hùm. Vua chúa cũng chỉ tới thế thôi các bạn ạ. Ui, tam nãy giờ mà mới được có một cái đuôi tôm à. Yêu. Tèo đi chứ.
Chắc bây giờ mình làm liều quá, mình trở lại cái khu vực hang hồi nãy các bạn. Mình thấy có vẻ là nó dẫn sâu lắm. Ừ, ở đó mình kiếm ít sắt ha. Có sắt cái mình nâng lên dụng cụ sắt nè. Thêm bộ giáp nữa. Trời sắp tối rồi. Chui xuống hang lẹ các bạn ơi. Yêu, bữa nay là coi như là thức trắng đêm rồi đó. Tại có len đâu mà chế tạo giường mà ngủ. Cổ thiệt. Lấy thêm ít dưa hấu nữa đi. Thức ăn bây giờ là mình hết sợ rồi đó. Giờ chỉ đợi bọn quái nó úp sọt mà không kịp trở tay thôi. Con xương kia còn không? Ui, có zombie chặn ngang hộ. Lên thuyền thì có liều lắm ta. Nhưng mà cũng gán thôi chứ biết sao, giờ hết cách rồi các bạn. Ok, vô luôn. Mình sẽ đột nhập một cách lén lút á. Ê, đâu? Cái thuyền buồm này nó có dưỡng cái cục len. Mình có thể chơm len của nó. Ở đó mình chế tạo cái giường. À ha, chế tạo túi ngủ có không? Ok, có túi ngủ nè. Khá là tiện ha. Rồi làm vớt liền. Tán dậy cái chui vô cái thuyền to đùng kìa. Kiếm ít tài nguyên á các bạn. Mình nghĩ trong đó bự như vậy kiểu gì cũng có đồ ngon. Chắc luôn. Không lệch đi đâu được. Mà quan trọng là mình phải khéo xíu nha. Ui, đây là ngay cái neo của nó nè. Ê, con cướp dân làng trọng. Đây là con thuyền của bọn cướp dân làng các bạn ơi. Mới vô game thôi mà đã gặp bọn cướp rồi. Ê, trời trời trời, nó rớt xuống kìa. Ôi, có spawner nữa các bạn ơi. Ok, có sắt. Tiếp tục là sắt. Đạp spawner lẻ. Ui. Lăng ba di bộ. Bơi lội thần dữ. Một phát tên thôi đó. Oh my gosh. Một mũi tên duy nhất đó các bạn. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Giờ phải nấu cái đuôi tôm ăn cho đỡ sợ mới được. Ok, tranh thủ lúc này mình sẽ làm thêm một cây cúp bằng sắt đi. Một xíu đập spawner nhanh hơn. Thêm một cái khiên. Đúng rồi, mình phải có khiên để mình đỡ những phát bắn. Lấy cái đuôi tôm ra, ăn cho đỡ sợ. Ngon luôn, hồi phục máu các thứ lại ha. Công nhận. Khởi đầu hơi gian trưng đó các bạn ơi. Sẵn tiện làm thêm vài cây đuốc nữa đi. Mình không đập kịp thì mình phong ấn mấy cái spawner lại ha. Ít ra nó cũng không có spawn các bạn. Rồi ok, come back. Ví dụ không ổn là giọt liền các bạn ơi. Giống như nãy vậy đó. Cái gì chứ chạy các bạn yên tâm. Trình mình hơi bị cao. Ok, nó chưa xuất hiện. Bỏ tốc độ nha. Ê, nó tới. Ê. Ủa. Ê các bạn thấy không, mình rõ ràng mình đỡ khiên mà nó không chặn được luôn kìa. Lên bảng phong thần một lần rồi. Oh no. Chơi lầy thì chứ trời, nó xách cái kiếm vừa to vừa dài nữa sao chưa nói. Kìa, nó gần kìa. Kìa, nó chưa thấy mình các bạn ơi. Thấy đồ vậy. Đấy. Ở đó thì chặn cái spawner này thôi. Ok, đập lên. Xong phiên. Một cái rồi. Ở trên giữa đó còn cái nữa các bạn ơi. Ây da. Trời đất ơi, nó bắn tùm lum. Ui da, nó bắn mũi tên độc nữa mới ép. Mổ rồi. Ừ đúng rồi, bắn nhau đi, đúng rồi. Đúng rồi, mình có gián điệp. Đúng rồi, cho bọn chúng tự xử trước các bạn. Này thì bắn hả? Bắn hả? Ờ, còn tên nữa. Thích bắn không? Ui da. Ủa, nó bắn trúng rồi. Ok, đập lẹ. Chúng ta đã dọn được hai cái spawner rồi các bạn ơi. Ê, ở ngay cái đầu con thuyền. Hình như là... Ê, còn spawner nữa kìa. Ê, sau lưng này nữa. Tờ. Ui, thanh niên này song kiếm các bạn ơi. Dùng phái song kiếm kìa. Ủa ghê vậy man. Cái gì? Thanh niên đó muốn hơi bị gắt các bạn ơi. Xâm lại rồi. Ồ, ở đây có quyển sách. Ồ, cái này giúp mình có thể chặn được đòn nè. Mình có thể dùng kiếm đỡ đòn các bạn. Thôi dùng khiên đi. Khiên đỡ hơn các bạn. Dùng kiếm đỡ như có một hai cái thôi. Mình sẽ dùng chiến thuật. Ê, có con nào bắn vậy? À.
À, mà bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Logroot hay là Unitylet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Ui, ui, ai, ừ, con này nó trả thù cho người anh em của nó. Ui da, sao bất ổn vậy? Oh no, trời ơi, mấy ngày đầu làm hiệp sĩ thôi mà. Thiệt cái tình luôn, làm hiệp sĩ nó khó tới vậy các bạn à. Lúc nào cũng phải ăn hành sắp mặt gì đó. Có vẻ bọn chúng đã ẩn nấp hết rồi. Mình có một chút thời gian để tắm đuốc, không ấn cái spawner lại các bạn, trước khi quá trễ. Ok, rồi, vậy là hết spawn nha. Rồi, bắt đầu dọn dẹp thôi. Đấy, đây là cách an toàn nhất các bạn. Rút đồ thôi. Ui, cái chỗ này toàn là thức ăn không à. No, mình cần khoáng sản. Ở đây, 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 có sắt nè. Hai sắt nữa thôi. Rồi luôn. Đủ rồi, đủ rồi. Chúng ta bắt tay vào việc chế tạo. Ui, ở đây có giáp sẵn luôn nè. Một cái nón. Bên này có một cái quần. Ủa, cái ổn. Việc của mình là làm thêm một cái quần, cũng như là một cái áo thôi. Yeah. Có giáp rồi nha, khát bọt liền. Ý, làm thêm vũ khí nữa. Đúng rồi, bánh nhạo bọn chúng cho gắt các bạn. Ủa, à hình như dùng cái ván. Ê, ê. Mình bị ám sát từ phía sau các bạn ơi. Trời, cái bên còn một cố mấy con rồng nữa. Làm sao đây? Một cái khởi đầu đầy bất ổn các bạn ơi. Thiệt sự luôn á. Ui rồi, nó gình gì sao lấy đồ lại giờ. Hello. Drone bắt được em. Drone bắt được em. Ok ok. Ồ, múa, múa kiếm à, múa kiếm à. À ghê phết nhỉ. Úi xa, úi xa, úi xa, múa kiếm à. Hít thì bả vô đây. Ây. Ui ui ui. Ui xin lỗi nè. Ui này múa ghê quá. Ơi. Sao mà đó được. Ui, cái anh giang hồ đó đi à. Ok ok. Người ảnh chui vô từ này. À, ảnh đi lên từ chỗ này. Ok, nghĩ lên. Thiệt sự luôn á. Ai cũng ăn hành được các bạn ơi. Rồi, mình mới chế tạo được cái đại đao. Và bây giờ mình có thể muốn kiếm rồi đó. Hơi bị gắt nha. Bên này, à bên này vẫn có sắt giống như ở hướng đối diện á. Ui, ủa, ở đây còn cái spawner. Oh no. Dạ, mình cần phải đập lẻ mới được. Không thôi một hồi cái thanh niên này lại bắn vô chỗ hiểm nữa đấy. À, thích bắn không? Tưới công chuyện luôn. Ui cây này công nhận đánh đúng yếu. À. Ui đại ca tới. Ừ lên đây. À, có đệ nữa à. Trời ơi. Ui nó cứ đệ các bạn ơi. Không ổn rồi. Ê, nữa. Thôi xong rồi. Ôi trời, nó đánh nhau dưới luôn kìa. Ê, tính ra đánh chiếm cái thuyền này không hề dễ các bạn ạ. À. Ui nó cầm hột quẹt nó định đốt mình hay sao vậy? À, định làm gì? Chắc bây giờ kế hoạch là mình sẽ clear ở phía trên trước các bạn, rồi từ từ đi xuống phía dưới sau á. Không vội được. Đấy. Thì kìa nó lại spawn ra tiếp kìa. Vậy là trên đó có spawner rồi, mình phải đập lẻ. Ok. Trèo lên. Hehe. Ây. Ui da, nó bắn cái mũi tên gì á. Ây. Ây. Ui da. Mình nhấn cho kịp. Oh my gosh. Không ổn rồi. Một xíu mình sẽ đột nhập từ hướng mũi tàu các bạn ạ. Sau đó là ngay lập tức đập cái spawner này liền trước khi quá trễ. Ui da. À. Ok, đột tiếp. Ok, thành công. Rồi, một xíu nữa mình mới lên trên và loot đồ sao ha. Ui trời ơi, thanh niên này thất tình hay sao vậy, xuống đây mình với anh fan. Hello. Ê. Tôi hỏi thăm thôi mà. Thiệt luôn, tính nóng như cà lem vậy đó các bạn ơi. Hỏi thăm cái thôi mà làm ta nằm tả lai ở đây rồi. Ok, nhưng mà ít ra thì bây giờ có vẻ là tầng trên của cái con thuyền này đã clear rồi đó. Rồi có rương đây nè, đúng rồi. Ê,
Có kim cương các bạn ơi, 3 viên luôn, vừa đẹp luôn. Thêm một cái nón bảo vệ con vật được bắn khá ngon nè. Ok, đổi sang cái nón này đi. Nhưng mà với 3 viên kim cương này mình làm được nhiều chuyện lắm nha. Ê, là mình tranh thủ mình làm liền luôn nha. Nãy giờ ăn hành quá nhiều rồi, không chịu nổi các bạn ạ. Thôi được, đợi đấy mấy con kia. Ê, ở đây còn cái rương nữa. Lại là kim cương. Thời tới rồi các bạn ơi, một cây kiếm sắc bén. Đổi với cây kiếm đá của mình đi. Ê, sao mình nghe tiếng con nào ở đây ta? À, ở dưới. Bên này thì mấy cái rương hồi nãy mình cất đồ thôi ha. Và sau khi có được kim cương rồi, mình sẽ lập tức ngồi đây và chế tạo liền cho mình một cây cúp kim cương. Và sau đó tiến hành đi đào hắc kim thạch các bạn. Giai đoạn này mà có cây cúp kim cương gọi là tuyệt là vời luôn rồi. Làm thêm cây rìu bằng sắt nữa đi cho nó xịn ha. Kế đến là chuồn khỏi cái con thuyền này và đi xuống dưới hang thôi các bạn. Cái hang mà hồi nãy mình bị cái con xương nó bắn vô chỗ hiểm á. Ê, ôi ơi, khoan, từ từ. Trước khi vô để mình nhé đây cái đã. Ủa sao đây nó hở ta? Ồ, cái thuyền này nó bị hở ngay đây các bạn ơi. Ồ, ế, lọc chích lỏ rồi, lọc xe chích lỏ. Ui, có spawner nha. Oh my god, đập luôn spawner. Ê, anh lọc cơ hội. Đây rồi. Vô tình, tất cả chỉ là vô tình thôi. Trúng mánh các bạn ơi. Ủng kim cương, quần kim cương. Bên này. Một cái áo được enchant luôn nè. Ây da, vậy mà lúc nãy mình không phát hiện, trời. Thiệt luôn. Có phát hiện cái này sớm thì đã không ra nông nổi như nãy tới giờ rồi. Đập luôn cái spawner này đi. Ấy, ủa sao đạp spawner lại bị dính độc vậy? Ui, nó tới. Không được thì thôi, làm gì căng vậy fan. Bút chỗ này. Ui da, trời, nó đốt mình. Xanh chín với nó luôn. Ây, không được. Ui, cháy quá. Ôi, hơi quá, đỡ được. Ui, ôi. Đủ rồi các bạn ơi. Không nên tham đâu. Cũng ngon. Rồi, giờ thì ăn cho no cái đi. Rồi chúng ta vô đất liền á. La cà chỗ này là hồi là không có phục thù được đâu. Nhưng mà để ý nha, vô chỗ này hay có mấy con sườn nó núp lắm các bạn ơi. Hồi nãy các bạn cũng thấy rồi đó. Nó rình nó bắn cái ẹt một phát là vô cái chỗ hiểm. Rồi coi cái hang hồi nãy là... À kìa. Thấy rồi nha. Ồ. Ơi, nó có cái cây ăn thịt người các bạn ơi. Né ra mới được nha. Quan sát kỹ nữa. Cây đó nó nhòm mình một phát là thôi xác định luôn á. Kìa. Con xương vô trong quá kìa. À, con đốt cầm kiếm. Cái gì không sợ đâu. Rồi, hình như mình còn thiếu xô nước đúng không? Múc cái xô nước luôn xuống dưới và đi tìm kiếm khắc diệm thạch thôi. Ai. Thương kia làm gì fan? Ây à, cầm hàng nóng à, bước vô đây. Ui dồi, xí hộp nha. Xí hộp nha bộ. Ok, cái đường này có vẻ là dẫn xuống sâu nè các bạn. Ui, tính ra lúc đầu hơi bất ổn thôi chứ bây giờ dần dần là mình cảm thấy giác mình đang may mắn trở lại các bạn ạ. Đâu quay xuôi hoài được. Ồ, ở đây còn có quặng bạc nữa nè. Wow, còn là quặng mới thôi nha. Ồ, lấy được luôn. Ok, bỏ túi trước đi ha. Và trên bản đồ nhỏ mình thấy gần đây có vẻ là cũng có một cái hồ nhung nham tương đối to các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ áp sát lại và... What? Mình phát hiện một cái khu vực giống như có dấu vết của ai đó từng đi qua đây rồi. Có rương cái thứ rồi nè. Thêm cái giường nữa, ngủ được không? Ôi trời ơi, ngủ được luôn á. Ok, tranh thủ luôn. Rồi, và dưới chân mình đã nghe tiếng nhung nham nổ lóc bóc rồi. Ê, cẩn thận nha. Nhảy thật là khéo nha. Ok, và mình sẽ bắt đầu lấy hết số hắc diệm thạch trong cái khu vực này ha. À, mình sẽ để dành cho sắp tới, ví dụ mà có muốn xuống địa ngục á thì chúng ta sẽ đỡ đi đào luôn á các bạn. Rồi, lấy hết số này được coi được bao nhiêu ha. Oh my god, 2 stack lận. Hơi bị dư luôn rồi. Ui, enemy. Ê, mình lỡ nhìn rồi. Ui, lỡ nhìn anh ơi. Anh nóng như trời. Ô, anh này chơi đá không ạ? Biết sao, đá. Thích đá không?
Đúng là chân dài có khác ấy à. Chân dài có khác á. Này thì chân dài. Chơi chơi mà đá người ta gì đó. Ui nhưng mà cái hang này có vẻ rất là sâu luôn, không biết là. Ui trời 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 trời. Ui sao zumba gì mà mạnh vậy. Ui bể khiên luôn rồi. Ê. Ui sao phía. What the heck. Nhưng mà khoan từ từ. Mình cần hồi phục lại cái đó. Ây da, cặp anh em zumba này có vẻ là hơi bị mạnh các bạn. Coi cường quá cơ. Tốc độ kháng lửa, trái tim hấp thụ sức mạnh, ăn máu nữa. Mèn nữa coi. Bất bẩn vừa thôi chứ. Đúng rồi. Đấy. Xuống dưới đi. Ây. Ôi lì dữ vậy. Ui da. Đây rồi, đây rồi. Ê cẩn thận. Ui ui ui. Ê còn bị ép sọt nữa. No no no. Ê, sao thanh niên này có cái cây gì mà vừa dài vừa nhọn vậy. Rồi ok. Hai con. Còn thanh niên này nữa. À cái này là Gnomus các bạn. Thợ săn à. Thợ săn Gnomus hả. Ồ có cái túi gì nè. Ê có cho mình cái gì vậy. Ôi có cái ba lô nữa. Wow. Ê đúng lúc mình đang cần một cái để chứa đồ. Sách mềm mại luôn kìa. Wow. Một cái bản đồ đi khám phá nữa các bạn. Ok đấy chứ. Rồi mình sẽ cất bất đồ vô ba lô ha. Ồ ồ. Phía bên kia có kim cương nữa kìa các bạn. Có vẻ cái hang này ngon nha. Cái mắt thì để mình lấy quặng sapphire ở đây cái đó. Hehe. Ai ở đó thì giọt lại đằng kia và lấy kim cương. Ủa. Ê vậy là cặp anh em kia cho mình tới hai cái ba lô lận. Wow. Ê ok la nha. Ủa. Thêm một quyển sách và một cái vũ khí mới luôn nè. Được chơi. Chắc mình phải test thử cái vũ khí mới các bạn ơi. Ôi trời ơi, nhìn ngầu lắm trời. Coi kìa, có cái tướng kìa. Điệu chưa. Ui. What. Wow. Wow. Ủa hơi bị dữ luôn các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Đợi mình xíu, mình ăn cho hồi phục máu rồi đã. Quất luôn trái táo đi cho chắc ha. Ok. Giờ thì đi quẩy được các bạn ơi. Có vẻ đây sẽ là vũ khí giúp mình chiến đấu cực kỳ mạnh đây. Vô. Úi xôi. Ủa một con Ripper nó không kịp nổ luôn mà. Ây da. Trời. Chơi mà chơi bắn cung mén. À, ghê nhờ. Ăn nách đánh giọng trước đi. Rồi, tới cục kiệu. Vô. Úi xôi. Wow. Quay có hất tung luôn kìa. What. Đây rồi. Mình lấy lại nghề rồi các bạn. Wow. Các bạn có ấn tượng với khả năng chiến đấu của vũ khí mới mang tên Agony này hay không? What? Mình là cực kỳ thích luôn nha. Cứ cơ. Ngầu đét luôn. Úi xa. Quay. Ủa mà con này nó chỉ biết nhìn thôi á. Thích thiệt. Thời tới cản kịp các bạn à. Rồi giờ thì lấy quặng kim cương ở đây. Ồ có một quặng à. Hơi tiếc á. Nhưng không sao. Thử con nhau mai này trước rồi đã. Quan sát kỹ coi. Ê kìa. Hình như ba quặng hay sao á. Chỗ này tối quá các bạn à. Cái cắm đuốc rồi nhìn kỹ mới phát hiện á. Làm sao. Ui. Hai chỗ luôn. Wow. Tôi. À con xương này nữa. Sao. Tính làm gì. Tích solo hay gì. Bước vô đây. Ui xa. Wow. Combo một phát cực kỳ đẹp mắt luôn á. Ui xa. Thích nha, cái vũ khí này chuyên về 1-1 các bạn à. Mình thấy vậy á. Tại vì nó có khả năng khống chế rất là tốt ha. Ê. Mình thử clutch 2 thử coi. Cần 2 luôn. Vô. Ui. Ui dạng nó nổ rồi. Ui. Nhưng mà đồng thời nó cũng rơi ra quyển sách. Kỹ năng gì đây. Impact của. Ô mình học được luôn nè. Không biết dùng được không á. Ui. Wow. Kỹ năng này cực xịn các bạn ơi. Không biết chặn được những phát bắn của con xương không á. Wow. Kỹ năng ngon. Rồi trở lại với chỗ kim cương này nè. Để coi được mấy viên ha. Mình đoán là tầm 4 á. Để coi đúng không. Ui 4 thiệt. Ngon. Rồi đây thử coi. Cái này có vẻ là 2 thôi à. Chứ đâu mà hên hoài được đúng không. Thử nào. Ui hai thiệt. Rồi chỗ này có vẻ là hết kim cương rồi đó các bạn à. Chắc là mình sẽ đi lên trên tèn tèn là vừa ha.
để chúng ta còn đánh chém cái con tàu ở trên kia nữa. Vô đây, bước vô đây, bước vô đây. Úi xa, úi xa. Bước vô đây. Ê, mình thử đỡ thôi. Ui, được nè. Wow, đó là cái năng chặn đòn thiệt các bạn ạ. Mình thấy khá là ok đó nha. Coi lượm cái túi thử coi. Coi coi cái túi này cho mình gì. Trời ơi, cho cục đá. Ủa, ở đâu, cho mình mấy cục này nè. À, những cục đất sét. Trời ơi, tưởng đâu cái gì. Thôi mình lượm móng vuốt của nó đi, biết đâu sau này lại cần ha. Ồ, trở lên trên thì trời cũng đã tối thui rồi các bạn ơi. Không được rồi, chắc mình cần phải chợp mắt cái sáng thức dậy còn chế tạo đồ cái ha. Ban nãy mình có tìm được khá là nhiều kim cương nè, nhưng mà hiện tại xích giáp mình có một cái áo có bảo vệ 2 nè, tương đối tốt ha, nên là chắc mình chỉ nâng cấp mỗi cái nón thôi. Khi nào cái áo kim cương kia nó hư hoặc là mình tìm được áo tốt hơn mình sẽ thay nó sau ha. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại con thuyền kia và trả thù thôi các bạn. Lộc bây giờ đã khác rồi nha, múa hơi bị gắt luôn đấy. Đó đó đó. Ui dạ, ui mà cẩn thận nha, múa dữ quá là có chừng té nằm xải lai các bạn à. Khác với lúc nãy, chiến này mình sẽ khám phá từ dưới lên trên các bạn. Bởi vì dưới này mình thấy có vẻ bọn chúng ít spawn hơn á. Mình thấy vậy. Ui có spawn hơn. Lẹ đập lẹ. Dưới này thì sao? Có những cái phòng gì nè. Hình như chỗ, ôi chỗ này nó còn rào bằng cửa sắt nữa. Ồ thì ra là nó giấu nón kim cương. Trời ơi, tớ một xíu nữa là tiết kiệm được 5 viên kim cương rồi. Ê, một khoang tàu bí mật à. What the hell? Như đây là chỗ để bọn chúng nhốt tù nhân các bạn. Wow, hơi bị dữ nha. Còn bí mật gì khác như này không? Hình như mấy chỗ này thì mình đã loot hết rồi các bạn. Giờ chắc mình lên trên thôi. Ăn giữa nè. Coi coi còn sót spawner nào hay không á. Kìa kìa kìa, có kìa. Lẹ lẹ lẹ. Ủa sao bọn chúng hết spawn rồi nhờ? Ê lạ nha, hồi nãy spawn cực kỳ nhiều luôn. Mà bây giờ thì bớt hẳn các bạn ơi. Trời, một cái áo sửa chữa luôn nè. What, ngon nhờ. Ê nhưng mà khoan, mình vẫn nghe tiếng con vẹt ở đâu nhờ. Đó đó, các bạn có nghe tiếng vẹt không? À đây vẹt. Ê, sao vẹt cầm cái bình thuốc gì cưng? Ê sợ nhờ. Ủa sao lạ vậy, tự nhiên chỗ này yên bình một cách lạ thường luôn á. Hay là mình nâng lên khó luôn đi nhờ. Game dễ quá không quen các bạn. Được của nó đấy. Để coi coi lên độ khó thì bọn chúng có xuất hiện nhiều hơn hay không á. Ủa chỗ này chặn rồi mà. Ê Reaper. Ôi ôi. Thiệt luôn. Banh luôn cái tàu rồi. Tính ra mình định giữ gìn cái tàu này để làm căn cứ các bạn à. À con Reaper vô văn quá kìa. Quậy không à. Thì cái tình á. Ủa vậy tính ra clear tàu đó các bạn. Ôi chưa chưa chưa. Còn spawn ở đây. Ôi nhưng mà bọn chúng vẫn không spawn ra nè. Bị lỗi hay sao rồi. Mặc dù mình đang quá ở chế độ khó luôn rồi đó các bạn, mà bọn chúng vẫn không xuất hiện á. Lạ vậy. Chắc bây giờ bọn chúng ghén các bạn à. Trời ơi thấy mình vậy sao dám xuất hiện được. Và có vẻ đây là cái khoang của thuyền trưởng ha. Mình thấy chỗ này cũng khá là ok nha. Thôi, chắc mình sẽ chọn đây làm chỗ nghỉ ngơi của mình sau những chuyến đi khám phá ha. Hợp lý chứ. Đặt bàn chế tạo xuống nè. Làm thêm vài cái rương để chúng ta chứa chiến lợi phẩm ha. Như đã nói ở hồi nãy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo những cái món đồ từ hắc diệm thạch ha. Và trong quyển sách này nó cũng chỉ mình công thức để làm ra nó, bao gồm một cái đe nè, một kim cương. Bên đây là một cái bục để sách ha, và ba hắc diệm thạch. Nó có tên là Westbank Studio. Với lượng đồ của mình hiện tại thì mình chỉ còn thiếu một cái bục để sách thôi. Nên là bây giờ mình sẽ lập tức làm liền cái kệ sách cũng như là một vài cái phiến và bắt đầu bấm công thức của cái bục nè. Ủa còn thiếu cái đe. Chỉ cần phải làm thêm cái đe rồi. Ok, vậy là mình đã có được cái Westbank Studio. Cái này thì nó cũng khá là choáng diện tích nha. Với cả là mình muốn cho nó đẹp đẹp một xíu, nên là mình sẽ dùng những cái khoáng sản mà mình có ha. Bao gồm là kim cương nè, vàng, ôi vàng không đủ, một lục bảo. Ok, dùng hai loại khoáng sản này đi ha. Rồi, sau đó thì trang trí cái chỗ mà sau này chúng ta sẽ rèn vũ khí, đặt kim cương xuống, một lục bảo hai bên. Tiếp theo là cái Westbank Studio. Đó, nhìn hơi bị chất các bạn ơ. Rồi, đã có được cái bàn nâng cấp vũ khí rồi. Bây giờ thì mình cần phải có vũ khí để sau này chúng ta còn nâng cấp ha. Và công thức để làm ra nó thì bao gồm
Một ít da ta. Hình như mình không có da các bạn ơi. Nếu vậy thì cần phải làm liền vài cái lò nung để chúng ta chế tạo ra da ha. Đặt lò nung ở phía bên hông đi. Lấy thịt zombie nè và thêm một ít than nữa. Vì tiếp theo là đợi cho nó nấu ra da thôi các bạn. Đây nè. có liền ha. Ok, vậy là gần như mình đã có đầy đủ những thứ cần thiết để làm ra cái kit vũ khí đầu tiên rồi. Nên là không chần chờ gì nữa, bấm liền công thức thôi các bạn ơi. Và ở đây khi mà chúng ta có kit thì chúng ta sẽ được chọn trong 4 loại vũ khí ha, tùy theo cái trường phái và cái sở thích của mình. Ở đây thì sẽ có hai cái loại vũ khí hạng nặng, nó sẽ thiên về sát thương thay vì là tốc độ ha, và ngược lại ở phía trên này là hai loại vũ khí thiên về tốc độ hơn nè. Mình nghĩ là mình sẽ có một cây nên đánh thật là nhanh các bạn à, và mình sẽ chọn đó chính là thanh kiếm này đi, bởi vì nó còn có khả năng đánh lan nữa cơ. Cây này thì không á, nó ưu tiên chính xác nè. Rồi, và sau khi chọn xong thì mình sẽ có một thanh kiếm sao giống kiếm sắt vậy. Nó đó các bạn, sát thương là 7 luôn nè. Nhưng mà hiện tại chưa dùng được đâu, tại vì nó đang bị hư nè. Mình cần phải cho vô cái bàn này để chúng ta sửa chữa lại nó ha. Đầu tiên là chét cái bột này trước đã. Chét đều nha, hai mặt luôn. Sau đó thì dùng cái cục xanh xanh này chà cho nó sáng bóng lại ha. Kiểu như nó bị reset á, cần phải chà cho nó mới lại các bạn. Đó, bling liền. Vậy là chúng ta đã có thể dùng được nó rồi. Wow. Ôi, nó đánh hơi bị nhanh luôn các bạn ơi. Việc còn lại của mình là sẽ luyện cấp cho nó ha. Và giai đoạn này thì chắc mình sẽ ưu tiên luyện cho nó thiên về sức tấn công đi các bạn. Cái này nó có một cái nhược điểm là mình không thể enchant được nha. Nhưng mà được cái thì nó sẽ có kỹ năng sau khi mà mình luyện cho nó lên những cái level cao ấy. Nên là mình cần phải cày cuốc khá là nhiều đây. À, mà hồi nãy mình cũng săn được khá là nhiều quái để coi coi. Ủa săn nãy giờ mà không đủ 50 quái hả? Ây da, vậy thì chắc mình phải đi săn trong màn đêm thêm rồi. Mục tiêu của mình trong ngày hôm nay là săn được 50 quái và chúng ta sẽ nâng cấp một cái điểm chỉ số đầu tiên á. Tại vì sau này muốn trở thành một hiệp sĩ huyền thoại thì ít ra chúng ta phải có full chỉ số nè, và cực kỳ mạnh cơ. Nên là bây giờ phải chịu khó đi cày cuốc rồi. À đúng rồi, qua bên kia sửa mấy con xương mà nó bắn vô chỗ hiểm của mình hồi nãy các bạn. Đâu rồi, xuất hiện đi mấy nhóc. Núp dưới gốc cây hả? Thôi. Wow, combo đã quá các bạn ơi. À kìa, thấy rồi. Ấy sao? Bắn đi. Úi trời, nó chạy. Bắn đi. Úi sao? Bắn hộ mình cái. Bắn chưa? Đã chưa? Úi trời, mình muốn cái gì vậy? Trời đất ơi. Giờ tới ta phản đòn nè. Đỡ đi. Còn con nào khác không? Ý, gì vậy? À, nhóc nhỏ này. Trời, nó nhỏ quá, mình không thấy các bạn ơi. Này thì giỡn. Định đánh lén hay gì? Chơi tới với nó luôn. Ui, nhưng mà nãy giờ mình múa bằng cái agony này hơi nhiều á. Được cái là màu thôi các bạn, chứ có vẻ là chúng ta nên sử dụng cây kiếm mà mình mới chế tạo đi ha. Để còn luyện cấp cho nó nữa. Lên thử luôn coi. Kiểm tra chỗ này còn quái không? Mình nghĩ là nó cũng có spawner đó. Cần phải dọn dẹp đó các bạn ơi. Ok kìa, có con xương thiệt. Bây giờ xí hộp. Xí hộp nha cô. Xí hộp nha. Alo. Ủa trên này có rương đó. Wow. Tính ra mình có thể chọn hai khu vực này làm hai cái khu vực căn cứ khác nhau luôn á. Hợp lý ta, tại nó cũng sát nhau á các bạn. Chỗ trong rương này cũng quá trời đồ nè. Ui, có thêm kim cương và thêm một cây agony khác nữa. Trời ơi. Hai cây agony cùng lúc luôn các bạn. Tuy nhiên thì cái cây này á chỉ dùng được một tay thôi, không dùng hai tay được. Nên là cũng như không à. Thôi để dành đi, khi nào nó hư thì mình đổi cây khác ha. Theo như mình tính thì chỉ còn hai con nữa thôi là chúng ta có thể nâng cấp được chỉ số rồi đó các bạn. Ok. Yeah. Nó đã cộng cho mình một điểm chỉ số rồi. Giai đoạn này thì chắc mình chỉ có thể nâng được những chỉ số chẳng hạn như là sức mạnh, còn không là tốc độ ha. Bởi vì muốn nâng phòng thủ hoặc là máu thì chúng ta cần phải có nhiều điểm kỹ năng hơn á. Thôi bây giờ thì chắc mình sẽ nâng một chút sức mạnh đi. À, có 1/100 sức mạnh rồi nè. Ui, không biết lúc mà mình lấy lại 100 sức mạnh thì mình sẽ khủng như thế nào á. Hơi bị tò mò luôn á nha. Rồi, và nói chung trong ngày hôm nay tới khởi đầu mặc dù có hơi ăn hành một xíu các bạn, nhưng mà tới sau cùng thì mình lại có được những món đồ cực ngon. Chẳng hạn như là một cái vũ khí giúp mình có thể múa cực kỳ gắt nè.
thêm một cái trường kiếm và mình cũng có thể luyện nó trong thời gian sắp tới với cái Westbank Studio phía sau, và có được một cái căn cứ gọi là siêu rộng luôn để sắp tới chúng ta có thể thoải mái tận dụng những không gian của nó. Rồi, và hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thể đi khám phá nhiều hơn ở những vùng đất quanh đây. Mình cũng hơi tò mò không biết xung quanh đây có những gì á. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì có thể ghé vào shop của Lộc nha. Link shop dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình hiệp sĩ chuyển sinh. Bye bye.